Còn bây giờ thì sẽ là thời gian dành cho Xem Đi Đừng Sợ. Nếu mà số trước mà các bạn đã xem Bi Đừng Sợ và các bạn không thấy sợ, số này chúng tôi lại tiếp tục mang đến một bộ phim thú vị nữa, với bộ phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng. Và với cái bộ phim này thì chúng tôi đã mời đến chương trình một khách mời rất đặc biệt, đó là nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, người tham gia diễn chính ở trong bộ phim. Đáng lý ra em phải phóng lên đấy em ôm chị, nhưng mà thực sự em nhìn thấy chị ngày hôm nay ấy, thật ý, em nhìn xong em cảm thấy em không còn là phụ nữ nữa hay sao ấy. Thật đấy, tôi chán lắm cơ đây này. Em đứng gần chị em thấy em ngượng lắm đấy, em không dám đứng ấy. Mà đây này gấp đôi này, thôi em không thấy đâu. Nhưng mà em ngưỡng mộ chị lắm. Nghe cái tên là Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng thì ban đầu cháu cũng không hiểu lắm là chiều thẳng đứng nó là như thế nào. Mùa hè sẽ có chiều đúng không? Nhưng mà nó là một cái tên cũng rất là gợi. Thì nó vừa có một cái về mặt hình học, về mặt toán học đấy. Nó làm cho mình tò mò muốn xem giữa một rừng drama của tuần vừa rồi, một loạt những cái game show và những cái thông tin rất là hot. Thì nếu mà các bạn đã quá mệt mỏi với drama rồi thì hãy quay trở lại với Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng. Và ở đấy bạn sẽ được đắm chìm vào một mùa hè Hà Nội những năm 90. Với cô Khanh thì cô có thể chia sẻ một chút là nếu như bây giờ là phải giới thiệu ngắn gọn và hấp dẫn nhất về bộ phim này, rất là ngắn thôi, thì cô sẽ nói điều gì? Hơi tiếc là giới hạn ngắn thôi, bởi vì nó nhiều cái giá trị với riêng cô. Trước tiên đấy là một bộ phim chắc chắn rồi về Hà Nội, làm cho mọi người sực nhớ ra rằng là chúng ta thật là may mắn có được nơi chốn gọi là Hà Nội đẹp đến như thế, với những con người, cái tâm thế của người Hà Nội nó bình thản, an nhiên và đẹp đến như thế. Mọi giá trị đẹp của Hà Nội nó không còn chỉ là nằm ở trong những cái ca từ, những bài thơ, mà nó hiện hữu ở trên phần hình ảnh. Nơi ấy có con người, có kiến trúc Hà Nội, có văn hóa Hà Nội, cách ứng xử người Hà Nội. Nếu trong nghệ thuật thì bộ phim này đã có một giá trị rất lớn, không hề nhỏ theo cô. Đó là sự ảnh hưởng đến phong cách làm phim Việt. Khá nhiều đạo diễn thế hệ trẻ sau khi một series phim của đạo diễn Trần Anh Hùng ra đời đã vô thức ảnh hưởng cái phong cách quay của đạo diễn Trần Anh Hùng. Nó dư là cái ống kính nó zoom vào từ xa, zoom vào dần rồi fix lại, tĩnh lại để thật là chi tiết, bắt con người ta phải ngắm từ những cái chúng ta gần như là bỏ qua trong cuộc sống đương đại, hoặc trong cái nhanh, cái vội, những cái mảng tường xanh không thôi. Tự nhiên người ta tưởng tượng nhiều hơn đằng sau cái mảng tường ấy là cái gì. Từ cái quả gấc được bổ đôi ra, hàng ngày chúng ta vẫn bổ nhưng ta không thấy được nó đẹp đến như thế, khi mà nó ứa ra những cái mật, cái đối thoại hàng ngày của con người và con người. Giản dị thôi nhưng nó sống động và đời thường, nó rất tình chị em. Kể cả những cái sóng gió, nó không còn là sóng gió bình thường, nó dậy sóng, nếu không cẩn thận nó cũng dẫn đến tai biến cuộc đời. Nhưng mà những con người Hà Nội, những con người người ta tôn trọng cái giá trị truyền thống, tôn trọng cái bản ngã của con người. Thì con người nó không phải là hoàn hảo, chúng ta cũng có lúc sóng gió và cũng có lúc bình yên. Muốn sóng gió cũng là ta, muốn bình yên cũng là ta. Và cuối cùng thì cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống, vẫn đẹp. Nghe cô nói thì cháu có cảm giác như là mọi thứ nó có vẻ là sẽ chậm lại. Nó đấy, sẽ chậm như Hà Nội, đúng không? Chậm như Hà Nội là Hà Nội không vội được đâu. Tức là ăn gấp nhá. Ví dụ là bây giờ thì mình bổ rất nhanh, nói thật là mình cũng không bổ gấp nữa. Mình sẽ làm như là một mình sẽ ra ngoài mua 5.000 rưỡi đất, hoặc là mình sẽ ra ngoài chợ Hàng Bè và mua một con gà đã được làm sẵn rồi để mang về thắp hương. Nó như là đánh thức dậy đấy, như đánh thức, bởi vì chúng ta thấy đẹp quá. Giá trị của cái đẹp là như vậy. Tự dưng tự ôi trời ơi, thì ra ta tưởng từ xưa nay ta đẹp, ta hay, nhưng mà hình như là không phải. Ta đang vội quá vì sự bỏ qua. Cho nên bây giờ đây cũng là một cái cách mà làm cho con người như có khái niệm thiền ở trong này. Ngày hôm nay khái niệm thiền lại trở thành hot. Quá, chỉ đơn giản là vì quá động thôi. Nếu bạn nào mà đang thiền mà thiền chưa thành công thì các bạn có thể xem Mùa hè chiều thẳng đứng theo lời khuyên từ cô Lê Khanh. Bây giờ là câu hỏi dành cho anh Ngọc. Bây giờ với anh thì tại sao mà các bạn trẻ nhé không nên bỏ lỡ cái phim này? Bây giờ thì theo anh. Bởi vì đó là một bộ phim mà tôi nghĩ là đã sống ở Hà Nội thì nên xem bộ phim đó, bởi vì đó là một bộ phim khi mà tôi xem thì tôi cảm nhận là một cái Hà Nội rất là thơ, rất là đẹp, và đúng là Hà Nội của cái thời mà mình biết đến mà nó đã đi rất xa rồi, và nó sẽ có hơi hướng nó hơi hoài cổ một chút, nhưng mà bây giờ thì cái hoài cổ nó cũng là cái xu hướng mà rất nhiều bạn trẻ cũng tìm đến. Retro đúng không? Retro. Và cái thứ hai nữa là gần như là bây giờ chúng ta đều rất là thích đồ ăn Hà Nội đúng không? Rất là thích những cái món ăn đường phố. Thì trong cái bộ phim này thì những cái món ăn được lăng xê rất là ác liệt. Đấy là món ốc luộc, Bánh cuốn. Đấy. Và có một con gà trông rất là ngon trong phim. Gấc nữa. Gấc cũng ngon nữa. Mình nhìn có một cái chuyện là những cái hạt lần đầu tiên cháu mới nhìn được là kỹ là bên trong quả gấc trông nó như thế nào như vậy. Thì có một cái điều rất là đặc biệt mà cháu nhận thấy ở đây là đúng là cái bộ phim này là dành cho những người yêu Hà Nội, chứ không chỉ là những người mà sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nữa. Ví dụ như là đạo diễn Trần Anh Hùng chẳng hạn, cũng là một người không hề ở không Hà hề Nội, sinh ra và lớn lên Hà Nội, nhưng mà những cái chuyến đi đến Hà Nội có thể lại truyền cảm hứng cho anh Hùng. Và làm một cái bộ phim mà mình vẫn nhìn thấy một cái Hà Nội rất Hà Nội ở trong đấy. Trong phim thì sử dụng nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chẳng hạn, thì bản thân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng không phải là người Hà Nội, nhưng mà ông ra có mấy ngày công tác thôi về ông cũng viết được ngay những cái rất là đặc sắc rất là Bầy Sâm Cầm Nhỏ, rồi Trong Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Mình thấy rằng là Hà Nội nó đã từng đẹp như vậy. Bạn của cháu khi mà đến lên đây đi học nó nói rằng là tao thấy Hà Nội là nhiều bài hát nhất ở Việt Nam rồi, là cái thành phố mà rất là được yêu chiều, có nhiều bài hát nhất. Nó tao đến thì bụi này, rác này, bẩn này, ồn ào này, thêm tao thấy chả giống mọi người tả gì cả. Nếu mà không thấy giống mọi người tả thì bây giờ phải xem. Và đấy là cái lý do mà chúng tôi quyết định giới thiệu cái bộ phim này. Và khi mà anh Ngọc có nhắc đến là ở trong phim này mọi người có hát, thì cháu cũng nhớ là có một cái đoạn cô Lê Khanh cùng mấy anh chị em đó, hát. Vừa ăn nóc vừa hát. Vậy cô nhớ bài hát gì? Trời đột ngột quá. Bài gì nhỉ? Các bạn này. Của Trịnh Công Sơn, bài Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu. Thôi em về, chiều mưa sớm tới. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Bây giờ em vui, hai bàn tay. Chân thì phải đến tay là đúng không? Chúng ta cũng không thể làm đến chính xác được. Sau nhiều năm nhưng mà cái giai điệu thì không bao giờ quên. Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Thời gian nơi đây. Chúng ta vừa mở đầu nhưng vừa là kết thúc với những cái ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nó rất là đẹp, làm cho cái không khí của những người mà cô nghĩ rất là giá trị với cái cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta gần như có nhau nhưng mà không có nhau đâu, mỗi người một cái điện thoại. So close, so far. Hay thế hệ trẻ mỗi người cầm cái điện thoại đấy. Trong một cái cảnh sum vầy, xong cùng ngân nga hát những bài hát. Chồng thì dựa vai vợ, bạn thì lại nhìn ngắm nhau, thì là người già người trẻ, rất nhiều thế hệ ở trong một cái bàn ăn hôm ý, trong một cái hộp đấy. Nó có một cái giá trị về cái sự gắn kết giữa con người với con người một cách thật sự mà chỉ có cái văn hóa gia đình của ngày xưa mới có. Một câu hỏi khó, đây là câu hỏi cuối cùng dành cho cô Lê Khanh, là trong cái bộ phim này đây nói về một mối quan hệ có 3 chị em trong một gia đình theo truyền thống. Thì phim đó còn có chị cả do nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh thủ vai, cô Lê Khanh là người chị thứ hai, nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê là vợ của đạo diễn Trần Anh Hùng trong vai cô em út, và còn có một cậu em trai do Ngô Quang Hải thủ vai nữa. Thì bây giờ cái phim một cái khuôn hình của bộ phim thôi, cháu đã thấy đến 3 người phụ nữ. Trên poster phim cũng có 3 người phụ nữ này, các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Thì bây giờ đều là những diễn viên thượng thặng cả. Cháu hỏi thật là bây giờ cô bao giờ cô xem phim cô so sánh mình, cô đánh giá thế nào về diễn xuất của mình với diễn xuất của hai người còn lại? Cúc Quỳnh, em Khê, rồi với chú Dương Tường đóng vai những vị khách đấy, rồi em Hải là cậu em ruột, tất cả các bạn bè đến đấy, cô không bao giờ cô có cảm giác rằng là buổi sáng ra cô đi đến đoàn phim, cô như là bị ảo giác ấy, là trở về với cái môi trường, đây mới thực sự là cái môi trường cuộc sống của mình. Thế cho lần nó sung sướng lắm, cái diễn cô nghĩ thế rằng là cô diễn nó rất là tự nhiên, thì cái cảm xúc riêng của cô là như vậy, cho nên là thấy có một cái điều thứ hai nữa là cái ba chị em này rất giống với gia đình nhà cô, vì nhà cô cũng ba chị em gái. Bây giờ cô Quỳnh cũng như cô Lê Vân, cô Út như cô Lê Vi, thì là nó hơi có một cái gì đó mình liên hệ với gia đình của mình, thỉnh thoảng cũng lại ngồi hàn huyên với nhau. Gia đình nhà cô cũng thế, có những cái lúc ba chị em ngồi thì thầm nói chuyện với nhau trên gác xếp, chúng mình cứ ôm nhau ở nhà với nhau thế này nhưng không đi lấy chồng nhé. Kiểu như vậy. Thế là nó rất là gần gũi, cho nên là cô không mảy may một cái so sánh gì hết. Bạn có biết không, chúng tôi xa nhau từ ngày đấy, mỗi người lại đi tiếp tục làm bộ phim của mình, nhưng mà không hiểu sao trong lòng lúc nào cũng cứ nghĩ rằng mấy chị em chúng ta cứ có cơ hội cái là chị em chúng tôi lại gặp nhau. Cứ khi nào mà Trần Anh Hùng xuất hiện trở về Việt Nam, về Hà Nội, thì cái gia đình của chúng tôi lại tụ tập. Hay lắm. Chúng tôi thực sự từ Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng thì chúng tôi đã có chị, có em, đời sống. Có một cái đời sống thực sự là rất Hà Nội. Cho nên cô thực sự là xúc động lắm nếu như các cháu giới thiệu và lan tỏa bộ phim này đến cho khán giả trẻ. Nghĩa là xem đi và đừng có sợ, đúng không ạ? Đừng có sợ là nó chậm quá, nó là phim nghệ thuật khó xem, nó rất là nhiều giá trị mà các bạn trẻ có thể khám phá trong đấy. Em nói thật là có khi đổi tên phim này, nghe cô Khanh nói xong thì mình đổi tên phim này, chị Nhã em nâng. Rồi có hôm nào bay bay lên, điều nắng cho buồn vào tóc em. Hôm nay chúng ta có một cuộc trao đổi rất là cởi mở với cả nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh về bộ phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng. Cảm ơn cô Lê Khanh đã tham gia chương trình, và hãy đến với chúng tôi trong Điện Ảnh Thực Sự Phim Actually để biết về nhiều tác phẩm điện ảnh thú vị ở xung quanh các bạn, cũng như là những thông tin điện ảnh rất nóng trong tuần qua. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Mùa thu qua tay đã bao lần, ngàn cây thắp nến lên hai hàng, màu nắng bây giờ trong mắt em.